Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay, ngày 8 tháng 12 sẽ có một số nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liberia, tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Để giúp người dân nhanh chóng ổn định sản xuất sau bão thì cần nâng mức hỗ trợ phục hồi sản xuất nông nghiệp, câu chuyện cụ thể tại Phú Yên và Khánh Hòa. Hát xoan và bài chòi được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đặc biệt, hát xoan đã ra khỏi danh sách cần được bảo vệ khẩn cấp. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực bảo tồn, phát triển di sản ở Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liberia Maxon Vasti Camara vào chiều ngày 8 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Liberia hết sức tốt đẹp, cũng như là tiềm năng hợp tác còn rất lớn. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại còn quá thấp, mới chỉ đạt 350 triệu đô la Mỹ. Vì thế, hai nước cần thúc đẩy việc trao đổi đoàn cấp cao cũng như là doanh nghiệp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Liberia tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường nước này, cũng như là Liberia sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường đối với Việt Nam, đồng thời ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Bộ trưởng Ngoại giao Camara khẳng định Liberia luôn ủng hộ Việt Nam và tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Ngay trong chiều cùng ngày, Bộ trưởng đã gặp đại diện của các doanh nghiệp tư nhân và lãnh đạo một tập đoàn viễn thông lớn của Việt Nam để kết nối với các doanh nghiệp của Liberia. Trước đó, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liberia Maxon Vasti Camara. Tại buổi hội đàm, hai bên đã nhất trí các biện pháp cụ thể cần triển khai để thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương đi vào chiều sâu và hiệu quả. Hai bên cũng khẳng định phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương gấp 3 con số hiện nay. Hai bên thống nhất sớm ký kết các văn bản pháp lý như là Hiệp định Khung Hợp tác giữa hai chính phủ, Hiệp định Thương mại, Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư, Nghị định Thư Hợp tác giữa hai bộ ngoại giao nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quan hệ hợp tác giữa hai nước. Sau buổi hội đàm, hai bên đã chứng kiến lễ ký kết Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ giữa hai nước. Trong chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, ngày 7 tháng 12, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, thành viên thường trực Ban Bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Evgeny Pushmin. Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo Thượng viện Nga đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được, chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công tuần lễ cấp cao và năm APEC 2017. Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, mong muốn quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn, tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng có cuộc hội đàm với Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Zhuganov, cùng trao đổi sâu rộng về tình hình hai đảng, hai nước. Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về công tác xây dựng đảng và về ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại trong bối cảnh các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Đồng chí Zhuganov đánh giá cao vai trò của Đảng ta trong lãnh đạo nhà nước và xã hội, đưa Việt Nam phát triển và trở thành một thành viên uy tín cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Khẳng định Đảng Cộng sản Liên bang Nga luôn luôn ủng hộ các chủ trương, chính sách của chính quyền Liên bang Nga trong việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Về định hướng hợp tác sắp tới, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc cấp cao, định kỳ trao đổi thông tin, đẩy mạnh giao lưu hợp tác giữa các tổ chức quần chúng của hai đảng. Hai bên cũng nhất trí tích cực phối hợp hành động trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Sáng cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Vượng đã đến dâng hoa tại tượng đài Bắc Hồ ở thủ đô Moscow và viếng lăng Lenin. Chiều ngày 8 tháng 12 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp lần thứ 18.
Tại phiên họp này, sau khi nghe Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đọc tờ trình trên cơ sở quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và quy chế làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, tiến hành biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao, thông qua nghị quyết về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng, đại biểu Quốc hội khóa 14. Đồng thời, tại phiên họp này, cũng trên cơ sở tờ trình của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao thông qua nghị quyết về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông Nguyễn Quốc Khánh nguyên là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Cũng trong chiều cùng ngày, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Đinh La Thăng. Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, gây thiệt hại 800 tỷ đồng của PVN góp vốn vào Ocean Bank, và vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC và dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, vào ngày 8 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự. Ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với ông Đinh La Thăng theo đúng quy định của pháp luật. Cùng ngày, thì Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, sinh ngày 2 tháng 9 năm 1960, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Hiện nay, thì Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản để sớm kết luận điều tra, truy tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Chuyển sang các thông tin khác, vào sáng ngày 8 tháng 12 tại tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra hội thảo chia sẻ thông tin cộng đồng về chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đây cũng là hoạt động trong đợt truyền thông nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ đánh bắt cá bất hợp pháp. Việt Nam và Australia đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống đánh bắt cá bất hợp pháp, trong đó tập trung triển khai chiến dịch truyền thông cộng đồng về quy định quốc tế trong đánh bắt hải sản nhằm đem lại lợi ích cho hai nước. Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động truyền thông trong nước nhằm ngăn ngừa đánh cá bất hợp pháp tại 28 tỉnh ven biển. Những biện pháp và nỗ lực của Việt Nam đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp vẫn tiếp diễn do nhu cầu và lợi nhuận cao mang lại từ việc đánh bắt hải sâm bất hợp pháp. Để giúp người dân nhanh chóng ổn định sản xuất sau bão, thì nhiều chính sách hỗ trợ đã được triển khai. Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn có nhiều nông dân không đủ điều kiện tái sản xuất khi mức hỗ trợ thiệt hại cho cây trồng, đặc biệt là với những loại cây phải nhiều năm mới cho thu hoạch. Phản ánh của phóng viên thời sự tại Phú Yên và Khánh Hòa, những địa phương chịu nhiều thiệt hại sau bão số 12. Sau cơn bão số 12, 300 trong tổng số 400 cây sầu riêng đang cho thu hoạch vào dịp cuối năm của gia đình anh Đào Văn Yến, thôn Liên Hòa, xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã bị ngã đổ, phải chặt bỏ. Nếu không có bão, Tết này gia đình anh có thể thu vào hơn 3 tỷ đồng, giờ coi như mất trắng. Theo quy định của Nghị định số 02/2017 về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai dịch bệnh, thì mức hỗ trợ mà gia đình này nhận được chỉ là từ 4 triệu đến 6 triệu đồng cho 300 cây sầu riêng bị gãy. Bị từ 70% nên hỗ trợ 4 triệu thì không bằng một cái gốc người ta mất trong một mùa. Thì hỏi thử bà con, nếu mà lỡ mà người ta có kẹt tiền, người ta vay ngân hàng thì người ta lấy tiền đâu mà người ta xoay, người ta mua cây giống hay người ta đầu tư, dám đầu tư lại. Không đủ tiền là công để mà dọn á. Ngoài cây sầu riêng, tại các huyện miền núi Nam Trung Bộ, cây tiêu, cao su, chuối, keo cũng bị thiệt hại nặng. Tại Phú Yên, chỉ tính riêng cây cao su đã có 2.540 ha bị ngã đổ. Những loại cây trồng này phải mất nhiều năm chăm sóc mới có thể cho thu hoạch, khai thác.
Do đó, với mức hỗ trợ chỉ bằng 1/10 giá trị thiệt hại, cộng với các bước thủ tục xác định thiệt hại, nhiều hộ đã phải vay mượn nguồn vốn bên ngoài với lãi suất cao để khôi phục sản xuất hoặc trồng cây thay thế. Các cái vùng mà có cây ăn quả thì nên mình nghiên cứu lại cái mức hỗ trợ là về thiên tai, về các cái cây trồng. Cái hỗ trợ này là không thể mà mua được cây giống, cũng không thể rằng mà để gọi công để dồn rẫy thôi đấy. Do người ta đưa vào một cái nhóm cây chung với cái số lượng cây rất là lớn vậy, cho nên là có loại cây thì có thể là phù hợp, nhưng mà có loại cây thì không phù hợp. Chúng tôi lấy ví dụ như cây cao su thì không phù hợp. Cây trồng lâu năm là nguồn thu nhập chính của người dân vùng miền núi tại các tỉnh Nam Trung Bộ, và sản phẩm làm ra cũng góp phần phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Để có được những vườn cây hơn 3 năm tuổi trở lên, người dân phải vay vốn ngân hàng. Sau bão, thiệt hại tất cả. Và lúc này, muốn vay vốn ngân hàng cũng không dễ. Vì vậy, một mức hỗ trợ thiệt hại do thiên tai phù hợp hơn sẽ giúp người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất. Nếu như sản xuất nông nghiệp đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, thì trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng nhanh, các doanh nghiệp nội địa đang có mức tăng trưởng khá ấn tượng trong thời gian gần đây. Theo nghiên cứu với top 100 doanh nghiệp trong lĩnh vực này tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương mới được Nielsen công bố. Trong khi các doanh nghiệp đa quốc gia cho thấy sự trì trệ khi chỉ đạt được 2% tăng trưởng trong năm ngoái, thì các doanh nghiệp nội địa tại Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng tích cực là 7%. Các doanh nghiệp nội cũng đóng góp đến 42% doanh thu của toàn ngành tiêu dùng nhanh. Nielsen chỉ ra những ngành hàng do các doanh nghiệp nội địa sản xuất được nhiều người tiêu dùng Việt yêu thích là các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo, trà, cà phê, thịt hải sản đông lạnh và mì ăn liền. Vâng, trong xã hội hiện đại, con người không chỉ đòi hỏi những mặt hàng tiêu dùng nhanh mà còn cần những phương thức thanh toán thuận lợi. Thanh toán bằng mã QR hay còn gọi là mã vạch hai chiều ứng dụng trên điện thoại di động hay là đặt thẻ tín dụng gần với cả máy quẹt thẻ là những phương thức thanh toán không tiền mặt mới xuất hiện tại Việt Nam gần đây. Những phương thức này thì được gọi là thanh toán không chạm bởi công cụ thanh toán như là thẻ hay là điện thoại không cần tiếp xúc với công cụ chấp thuận thanh toán. Nhờ tính đơn giản, tiện lợi và vẫn đảm bảo tính an toàn, những phương thức thanh toán mới này được đánh giá là sẽ thúc đẩy thanh toán phi tiền mặt tại Việt Nam. Đăng nhập ứng dụng, đặt điện thoại di động gần máy quẹt thẻ hay còn gọi là máy POS, thanh toán được thực hiện. Đây là ứng dụng thanh toán Samsung Pay trên điện thoại thông minh mà khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng Shinhan có thể dùng để thực hiện giao dịch mà không cần tiền mặt hay thẻ ngân hàng. Việc triển khai dịch vụ này giúp ngân hàng cung cấp thêm cho khách hàng các tiện ích mới, hạn chế các rủi ro phát sinh từ việc mất cắp hay dò dỉ thông tin thẻ, đồng thời hạn chế việc sử dụng tiền mặt cũng như thanh toán thẻ trực tiếp trong giao dịch thường nhật. Bên cạnh đó, hiện nay người tiêu dùng có thể sử dụng những phương thức thanh toán không chạm khác như thông qua mã QR hay đơn giản là đặt thẻ tín dụng gần máy POS mà không cần quẹt. Đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi là lợi ích mà những phương thức này đem lại. Nó giúp người dùng cảm thấy an toàn hơn khi họ tham gia mua sắm và thanh toán trên thương mại tử. Thứ hai, nó giúp người dùng dễ dàng kiểm soát cái tài khoản của mình. Nó giảm cái chi phí quản lý, nó thuận tiện hơn. Chính vì cái việc thuận tiện hơn, nó thúc đẩy người dùng, kích thích người dùng họ dễ dàng mua sắm hơn. Theo Visa, công ty chuyên về công nghệ thanh toán toàn cầu, thị trường thanh toán không chạm tại Việt Nam có tiềm năng lớn bởi Việt Nam có số lượng người sử dụng điện thoại thông minh cao. Ngoài ra, người tiêu dùng Việt cũng nhanh chóng tiếp cận với các ứng dụng công nghệ mới. Tôi nghĩ rằng tốc độ sử dụng các phương tiện thanh toán không chạm này ở Việt Nam thậm chí sẽ nhanh hơn các thị trường khác như là Australia hay là Anh. Hiện tại thì chúng tôi đã hợp tác với một số ngân hàng và khoảng 2.000 đơn vị bán hàng chấp nhận thanh toán không chạm như Saigon Co-op, Citymart hay Welcome. Theo báo cáo hành vi người dùng điện thoại thông minh của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, tỷ lệ người dùng điện thoại thông minh ở Việt Nam trong năm nay là 84% dân số. Điều này cho thấy tiềm năng lớn cho những phương thức thanh toán không chạm tại Việt Nam, đồng thời hứa hẹn đạt mục tiêu tăng tỷ trọng thanh toán không tiền mặt lên hơn 90% vào năm 2020 như chính phủ đã đề ra. Trong phần tiếp theo của bản tin, Hát Xoan và Bài Chòi vừa được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nội dung chi tiết sẽ có trong phần tiêu điểm của bản tin ngay sau đây. Khu
du lịch Sapa, tỉnh Lào Cai vừa được công nhận là khu du lịch quốc gia thứ hai của cả nước, được định hướng xây dựng thành khu du lịch mang tầm cỡ quốc tế. Thưa quý vị, sau nghệ thuật bài tròi Trung Bộ, hát xoan lại tiếp tục được vinh danh. Vào sáng ngày 8 tháng 12, tại kỳ họp lần thứ 12 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO tại đảo Jeju, Hàn Quốc, hát xoan Phú Thọ đã chính thức được đưa ra khỏi danh sách cần được bảo vệ khẩn cấp và ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong kỳ họp này, UNESCO xem xét tổng cộng 41 hồ sơ di sản. Với Việt Nam, niềm vui nhân đôi bởi cùng một năm, cùng một kỳ họp, có tới hai di sản văn hóa phi vật thể được vinh danh với sự đồng thuận cao từ các quốc gia thành viên. Một là lối hát thờ vua có lịch sử hàng ngàn năm, hai là nghệ thuật dân gian gắn với cư dân biển miền Trung. Hồ sơ hát xoan được UNESCO đánh giá cao. 6 năm qua, Phú Thọ đã thực hiện nhiều chương trình hành động, đào tạo nghệ nhân kế cận, sưu tầm, nghiên cứu, số hóa di sản, phục dựng hàng trăm không gian diễn sướng và đưa xoan vào trường học. Còn nghệ thuật bài chòi Trung Bộ là loại hình dân ca và trò chơi dân gian truyền thống đặc sắc của cư dân ven biển miền Trung, mang tổng hòa giá trị, âm nhạc, thơ ca, diễn xuất, hội họa, văn học. Có thể nói xoan là một trường hợp đặc biệt với UNESCO bởi chưa từng có tiền lệ. Đây là di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên trên thế giới có sự chuyển đổi từ cần bảo vệ khẩn cấp sang đại diện của nhân loại. Đó cũng là kinh nghiệm tốt cho các nước. Từ chỗ có nguy cơ mai một, xoan đã hồi sinh, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Chỉ có 13 câu lạc bộ khi hát xoan Phú Thọ trở thành di sản cần bảo vệ khẩn cấp. Nhưng nay, con số này gần gấp 3 với hàng nghìn thành viên yêu xoan. Hơn 300 di tích liên quan đến hát xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được tu bổ, tôn tạo, trở thành không gian diễn sướng cho cộng đồng kết nghĩa và trao truyền giá trị. Cộng đồng bầu làm chủ phường thì mình phải có cái trách nhiệm hơn nữa, tức là gì? Mình không chỉ giữ nữa mà mình phải phát triển nó lên. Ở đây là sau đó tôi đã tham gia dạy rất là nhiều các lớp xoan. Cũng đã lan truyền đến các cái cơ sở, nhất là vào trong cái trường học, để bắt đầu các lớp thế hệ trẻ này thì bây giờ mới hiểu về cái xoan. Thì từ cái chỗ đó là nó cũng rất là ham muốn cái hát xoan này. Hàng trăm người kế tục trở thành chủ thể nắm giữ di sản. Lớp nghệ nhân kế cận, lĩnh hội đầy đủ bài bản lề lối, có khả năng truyền dạy. Hát xoan lan tỏa trong đời sống, từ nếp nhà, trường học đến các liên hoan. Đó là nỗ lực của cả cộng đồng suốt hành trình 6 năm qua, đáp ứng khuyến nghị từ UNESCO. UNESCO cũng đánh giá cao nỗ lực của 9 tỉnh thành miền Trung trong việc phục dựng bảo tồn nghệ thuật bài chòi Trung Bộ. Từ chỗ chỉ trình diễn vào dịp lễ Tết, những năm gần đây, bài chòi đã đến gần hơn với công chúng, tạo nên sức hút với khách du lịch, đặc biệt là tại các tỉnh Nam Trung Bộ như là Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Con nhì nghèo. Hơi là con nhì nghèo. Nhì nghèo bà con ơi. Nhì nghèo bà con ơi. Từ người lớn đến trẻ em, ai cũng cuốn hút bởi không gian biểu diễn đến những điệu đối đáp rất đặc trưng của môn nghệ thuật được duy trì từ bao đời. Một thời gian tưởng chừng bị mai một, nhưng nay, hàng tuần đều đặn, bài chòi được biểu diễn để phục vụ du khách khi đến với Bình Định. Vất vả rất là khó khăn. Con thì nhỏ nhiêu nhấp, em đi trời ơi, nó tội gì mà gơi gó mưa, lấy chiếu đắp lại để cho con nằm ngủ đó mình hát. Nhưng mà cũng không có bỏ. Cả huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, hầu như xã nào cũng có câu lạc bộ dân ca bài chòi cổ. Cứ mỗi dịp lễ Tết, người nông dân lại trở thành diễn viên trên sân khấu của làng quê mình. Hàng trăm du khách, đủ các quốc tịch, kiên trì ngồi nghe hô bài chòi và hòa vào không khí vui nhộn, đầm ấm của cuộc chơi. Và cứ thế, bài chòi dần đi vào trong lòng công chúng và cả du khách khi đến vùng đất Nam Trung Bộ. Đến nay thì Việt Nam có tổng cộng 12 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh, trải dài ở cả 3 miền là Bắc Trung Nam. Trong đó có 11 di sản đại diện của nhân loại và một di sản cần được bảo vệ khẩn cấp là ca trù. Tự hào luôn đi kèm với trách nhiệm, đó là phải bảo tồn, phát huy gắn với phát triển du lịch nhưng lại không được làm méo mó di sản. Cần phải có chế độ đãi ngộ, tôn vinh xứng đáng đối với các nghệ nhân. Trách nhiệm này thuộc về ngành văn hóa và các địa phương. Bởi nghệ nhân thì được UNESCO trân trọng, gọi là những báu vật nhân văn sống.
Bản tin xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý. Vào sáng ngày 8 tháng 12 tại Cần Thơ đã diễn ra hội thảo thông tin về tình hình thực hiện các kiến nghị theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của Liên Hợp Quốc UPR chu kỳ 2 được Việt Nam chấp thuận. Tại hội thảo, thì các đại biểu đã tập trung thảo luận về tổng quan tình hình thực hiện các kiến nghị UPR chu kỳ 2 được Việt Nam chấp thuận và lộ trình thực hiện báo cáo UPR chu kỳ 3, việc xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về quyền con người nhằm thực hiện các khuyến nghị mà Việt Nam chấp thuận. Vào tháng 2 năm 2014, Việt Nam đã tiến hành trao đổi cởi mở với các nước thành viên Liên Hợp Quốc, cung cấp đầy đủ thông tin về luật pháp, thể chế, chính sách đảm bảo quyền con người tại Việt Nam. Qua đó nhận được 227 kiến nghị từ 106 quốc gia, trong đó chính phủ Việt Nam chấp thuận 182 kiến nghị. Thưa quý vị khán giả, như chúng tôi đã đưa tin, trong lễ trao giải cuộc thi Ngày hội lập trình quốc tế WeCode vừa được diễn ra tại Malaysia, đoàn Việt Nam đã thắng lớn khi vô địch ở cả 3 cấp độ, tham gia là sơ cấp, trung cấp và cao cấp, cùng với 20 giải vinh danh thành tựu. Có thể thấy môn tin học lập trình đã và đang được nhiều trường học và phổ thông chú trọng và đào tạo có hiệu quả nhằm tạo đà cùng đất nước bước vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm trong phóng sự sau đây. Một tiết học tại hệ thống trường tiểu học Thăng Long Kidsmart, trung học cơ sở FPT. Không sách vở, không bút thước. Dụng cụ học tập của các bạn nhỏ là máy tính và ngôn ngữ lập trình. Những học sinh mới lớp 4, lớp 5 đã có thể lập trình hình ảnh cầu thủ đang đá bóng hay mô phỏng game Flappy Bird. Con lúc đầu con học cái này con thấy rất khó, về sau con thấy bình thường ạ. Con thì con bắt đầu học từ năm lớp 4, thì lúc đầu con vào con thấy là rất khó, nhưng mà nhờ sự dạy dỗ của các thầy nên con thấy nó rất là dễ ạ. Thế con học môn này con thích nhất là gì? Dạ, con thích nhất là lập trình game ạ. Con thấy ạ. Môn này đã giúp con tốt hơn trong việc sáng tạo ý tưởng, biết thêm nhiều hơn về các đa phương tiện trên máy tính mà chúng ta có thể dùng được ạ. Tin học lập trình là một phần của mô hình giáo dục và đào tạo STEM hiện đang được đưa vào chương trình giảng dạy của nhiều trường tại Hà Nội. Và thành quả chính là thắng lợi của đoàn Việt Nam tại cuộc thi Ngày hội lập trình quốc tế WeCode năm 2017. Đây là cuộc thi lập trình quy mô quốc tế dành cho học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở tại khu vực Đông Nam Á. Và mặc dù mới là lần thứ 3 tham dự, nhưng học sinh Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu sắc về trí tuệ Việt trên sân chơi quốc tế. Nó tích hợp được những cái môn khoa học, công nghệ, toán học, khoa học tự nhiên và ngoại ngữ. Đặc biệt là ngoại ngữ khi dùng công nghệ, khi dùng cái chương trình STEM này thì hầu hết là bằng tiếng Anh. Thì các con từ lớp 1 mà nó đã được học là nó bổ túc cho cái ngoại ngữ của các con rất là tốt. Mặc dù còn mới mẻ, song mô hình giáo dục này đã được sự ủng hộ từ phía phụ huynh, những người đang rất quan tâm đến việc trang bị cho con cái kiến thức, kỹ năng để làm việc và phát triển trong thế giới công nghệ hiện đại. Cái bộ môn này biết là rất là mới so với cả ở Việt Nam, nhưng mà ở trên thế giới đã phát triển rất là lâu rồi. Thế nên tôi thấy là rất là thích để cho con tiếp cận với cái môn khoa học mới này. Tôi thấy là cái này nên là một cái mô hình để phát triển chung cho tất cả các trường, bởi vì cái này nó để nó tiếp nhận với cả những cái công nghệ mới mà trong tương lai thì cái đó là thế giới rất phát triển và nó rất là cần thiết. Đưa bộ môn lập trình vào trường tiểu học cho thấy ngành giáo dục Việt Nam đang nỗ lực để bắt kịp xu hướng mới trên thế giới. Lớp học sinh với niềm đam mê công nghệ, lập trình sẽ đóng góp quan trọng vào nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng 4.0 đang phát triển mạnh mẽ hiện nay. Khu du lịch Sapa, tỉnh Lào Cai vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là khu du lịch quốc gia thứ 2 của cả nước, được định hướng xây dựng thành khu du lịch mang tầm cỡ quốc tế và nâng cấp Sapa lên thành thị xã Sapa. Đây là những điều kiện đặc biệt quan trọng để Sapa phát triển, nhưng phải trên nguyên tắc bảo vệ cảnh quan tự nhiên và không gian văn hóa bản địa. Những hình ảnh này lý giải tại sao Sapa, Lào Cai luôn là điểm đến lý tưởng dành cho du khách. Với lợi thế nổi trội về khí hậu ôn đới, cảnh sắc tự nhiên, không gian văn hóa độc đáo, cùng hàng loạt các hoạt động, sự kiện được tổ chức 4 mùa, năm nay Sapa đón khoảng 2,5 triệu lượt du khách tới tham quan. Tôi thích khí hậu mát mẻ nơi đây. Bạn thấy không, vừa mưa xong lại hửng nắng ngay. Hôm nay tôi sẽ ở trong căn nhà sàn độc đáo này cùng người dân để khám phá cuộc sống của họ.
Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, dự báo đến năm 2030, lượng du khách đến Sapa sẽ là trên 8 triệu lượt. Và chắc chắn, khu du lịch quốc gia này sẽ lâm vào tình trạng quá tải nếu không sớm triển khai các giải pháp quy hoạch, đầu tư, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian và các sản phẩm dịch vụ du lịch mới. Được phép của Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương cho phép nâng cấp từ thị trấn Sapa, huyện Sapa lên thị xã Sapa. Và về quy hoạch thì hiện nay tỉnh Lào Cai cũng đang chỉ đạo phê duyệt mở rộng cái quy hoạch đô thị Sapa gấp 4, gấp 5 lần so với hiện tại. Với định hướng xây dựng khu du lịch quốc gia Sapa mang tầm cỡ quốc tế, Thủ tướng Chính phủ cũng đặc biệt lưu ý tỉnh Lào Cai trong quá trình đầu tư phát triển sẽ không phá vỡ cảnh quan tự nhiên và coi trọng việc bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của Sapa. Vì nếu mất đi những yếu tố này, Sapa cũng sẽ mất đi sức hấp dẫn và tự đánh mất đi tương lai phát triển của chính mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại các chương trình của Ban truyền đối ngoại Đài truyền Việt Nam bằng cách truy cập vào website vtv4.vn hoặc YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.